Đẹp đó, mình sẽ tự làm. Ô, không, mình sẽ giống như là búp bê. Alo. Biết rồi. Tủ quần áo của mẹ. Wow. Đẹp quá. Mà nó khá đẹp quá. Mình là ngôi sao. Wow. Mình quên túi xách mất tiêu rồi. Quay lại tủ đồ của mẹ. Trông giống như là con bù nhìn vậy. Và con sẽ bị phạt vì đã cắt quần áo. Đưa bà búp bê đi, con còn nhỏ không được làm vậy. Đừng khóc, con có thể chơi những bản búp bê này nè. Cái gì thế này? Con phải là công chúa mới đúng chứ. Đây, mặc vào và con sẽ giống như công chúa vậy. Thôi, được rồi. Công chúa của ba. Stacy, con đâu rồi? Con đang làm gì thế này? Đây là cát. Ôi lạy chúa ơi. Ra khỏi đấy ngay. Con là công chúa mà. Con không thể chơi với cát khi mặc váy được đâu. Được rồi ba. Mặc bộ này vào đi. Con đói.
Con yêu à, con không thể ăn như vậy được. Cái gì? Lại nữa? Đây. Ba nhìn con xinh đẹp chưa nè? Hả? Này ba nè. Là lỗi của ba. À, đợi một chút. Này, không. À, hôm nay là sinh nhật em mèo của mình. Cái gì? Sinh nhật của mình hả? Nhìn nè, chúng mình đã sẵn sàng rồi. Mình xấu xí quá. Ô không, có chịu quá. Ba, ba ơi, dậy đi mà. Còn muốn gì nào? Hôm nay là sinh nhật của em mèo đó. Mèo cũng có sinh nhật nữa hả? Ba đến dự sinh nhật rồi này. Ba có mang quà đến không ba? Ba ơi là ba. Ngon quá. Quà đây. À, được thôi. Cậu bé ngoan à. Ta 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 ta. Đây. Wow. Cái này thú vị quá. Vậy con có thích món quà này của ba không? Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật em. Không, cứu mình với. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin chào, chúc mừng sinh nhật. Mình thấy mệt mỏi với những thứ này rồi. Wow, mình thích nó.
lại thêm một chiếc váy.